với phụ kiện hướng dẫn các bạn thay pin Samsung Galaxy Note 10 Lite. Cái máy này rất là dễ thay, các bạn có thể thay nhà được. Nếu mà trường hợp mà mình không thay được á, thì mình có thể mang cửa hàng nhờ người ta thay, thì tiền công được khoảng 50.000 thôi, không mắc lắm đâu. Mình thấy công nhận là cái Note 10 Lite này nó rất hiếm người xài nha. Hầu như là ví dụ khách vô dán kính cường lực á, đa phần là xài Note 10 Lite hoặc thay pin là Note 10 Lite, chứ ít có người, hiếm lắm rồi gặp cái Note 10 Lite. Bữa nay là lần đầu tiên mình thay cái Note 10 Lite luôn á, pin nó bán cực kỳ chậm luôn, không hiểu tại sao nữa. Cái máy này mình thay giá máy cũ bây giờ hồi tháng 7 năm 2023 đó, mình thấy họ bán bộ nhớ trong khoảng lanh 128 á, thì lanh quanh khoảng từ 2.8 đến 3.5 tùy chỗ bán. Cái máy này nếu mà giá này thì hợp lý, mình thấy là mua được á, giá cũng tương đối tốt. Còn các bạn nào mua pin tốt á thì có thể ghé shop mình tham khảo như thử nhiều nơi á, thì chỗ mà quýt nhất á là dung lượng khoảng tầm 3.8-4.000 thôi, hiếm chỗ nào mà bán được đạt dung lượng là 4.5 lắm. Cho nên nếu mà cần thì các bạn ghé shop mua dung lượng 4.5. Bữa nay còn chút thời gian mình chia sẻ các bạn một câu chuyện về nước hoa. Nếu mà ai xài nước hoa thì mấy cái thương hiệu như Dior hay là Gucci đó thì bình thường thôi. Bây giờ xuất hiện một cụm từ mới là nước hoa nội địa Trung Quốc. Các bạn chưa nghe bao giờ đúng không? Thật sự là mình cũng chưa nghe luôn á. Bây giờ lần đầu tiên mình mới nghe. Cho nên mình chia sẻ các bạn tại sao có từ cái cụm từ này. Tại vì trong cái thời dịch bệnh ở Trung Quốc á, ai cũng bịt khẩu trang, ai ra đường cũng đeo khẩu trang, không ai biết ai trơn. Thì ra bây giờ họ mới suy nghĩ rằng là nhận diện thương hiệu riêng của mình bằng mùi nước hoa. Có một công ty Trung Quốc họ sản xuất nước hoa, họ cũng kết hợp với những cái hãng lớn chứ không phải là bình thường đâu. Họ sẽ tạo ra rất là nhiều mùi nước hoa, mà đặc biệt là nước hoa của họ là rất là riêng nha. Họ sử dụng những cái hoa mà chỉ có đặc biệt ở Trung Quốc thôi, hoặc những cái thứ gì mà chỉ có ở Trung Quốc mới có thôi, những cái gỗ ở Trung Quốc mới có thôi. Họ làm nước hoa rất đắt tiền, xa xỉ phẩm luôn. Ở đây mình muốn nói là trong cái thị trường mà ngặt nghèo ngày hôm nay á, tại vẫn có người có thể vươn lên được. Cho nên mình muốn chia sẻ các bạn để các bạn có thêm động lực, là trong thời điểm khó khăn thì nếu mà đi, cố gắng đi thì cũng có thể có lối ra đó, chứ không như là bịt hết tất cả mọi đường cho mình của mình đâu. Mình nhìn như vậy mình tưởng là không có ra, nhưng mà mình đi tự nhiên mình có thấy ngã ba ngã tư liền à. Tại vì mình nhìn thì mình chỉ thấy đường thẳng thôi, nhưng mà nếu mình đi thì mình sẽ xuất hiện ngã ba ngã tư. Các bạn cố gắng lên nha. Trong thời dịch bệnh này ai cũng nhai thôi, nhưng mà nếu chịu đi thì có thể mới ra được rừng được.